Người hướng dẫn tâm hồn là người giúp chính mình và người khác kết nối với trí tuệ, ánh sáng và tình yêu bên trong. Nó phản ánh sự cống hiến của bạn trong việc hướng dẫn mọi người trên hành trình tâm linh của họ, thúc đẩy sự đoàn kết, liên kết và giác ngộ. Bạn như là một ngọn hải đăng của trí tuệ và nguồn cảm hứng cho những người bạn hướng dẫn. Sau đây, Quốc Anh chia sẻ với các bạn những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy rằng bạn là người hướng dẫn tâm hồn cho bản thân mình và người khác bằng ánh sáng tình yêu và trí tuệ. Điều thứ nhất, kết nối trực quan. Người hướng dẫn tâm hồn là sự hiền diện sâu sắc trong cuộc sống của chúng ta, đưa ra sự hướng dẫn và hỗ trợ thông qua kết nối trực quan rất mạnh mẽ, vượt qua ranh giới của thế giới vật chất sự kết nối này cho phép họ cảm nhận được những cảm xúc rất sâu sắc và hiểu được những sự thật vượt xa những lời nói đơn thuần người hướng dẫn tâm hồn có trực giác rất nhạy bén giúp họ có thể nhận biết được những suy nghĩ và cảm xúc sâu kín nhất của những người xung quanh thông qua kết nối trực quan này người hướng dẫn tâm hồn có thể mang lại những hiểu biết sâu sắc sự an ủi và trí tuệ cộng hưởng với những phần sâu sắc nhất của những người xung quanh trong những thời điểm không chắc chắn sự kết nối trực quan với người hướng dẫn tâm hồn có thể mang lại sự rõ ràng và yên tâm giúp bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống một cách tự tin và khôn ngoan khả năng cảm nhận cảm xúc sâu sắc của họ cho phép họ đồng cảm với những khó khăn của bạn và tôn vinh niềm vui của bạn nuôi dưỡng cảm giác kết nối và hiểu biết sâu sắc khả năng hiểu những sự thật vượt qua ngôn từ của người hướng dẫn tâm hồn cho phép họ truyền đạt những thông điệp về tình yêu sự chữa lành và sự biến đổi ở cấp độ tâm hồn sự hướng dẫn của họ không bị ràng buộc bởi những hạn chế của ngôn ngữ mà thay vào đó nói thẳng vào trái tim đánh thức ý thức về mục đích và sự hiểu biết bên trong bạn chúng ta nuôi dưỡng kết nối trực quan với những người hướng dẫn tâm hồn sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới của những khả năng vô tận nơi tình yêu trí tuệ và những sự thật tạo ra sự phát triển và giác ngộ tâm linh hãy tin tưởng vào mối liên hệ này vì nó là mối liên kết thiêng liêng vượt qua thời gian không gian hướng dẫn bạn hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và vũ trụ điều thứ hai sự đồng cảm và lòng trắc ẩn là những phẩm chất quan trọng mà những người hướng dẫn tâm hồn thể hiện trong sự tương tác của họ với chúng ta và với những người khác. Tình yêu và sự hiểu biết vô điều kiện của họ tạo ra một không gian an toàn nơi chúng ta có thể cảm thấy được lắng nghe, hỗ trợ và chấp nhận mà không sợ bị phán xét. Khi chúng ta đang vượt lộn hoặc đối mặt với thử thách, những người hướng dẫn tâm hồn của chúng ta mang đến sự hiền diện an ngũi mở rộng sự đồng cảm và lòng trắc ẩn để giúp chúng ta điều hướng cảm xúc và trải nghiệm khó khăn của mình sự đồng cảm và lòng trắc ẩn của những người hướng dẫn tâm hồn không chỉ mở rộng cho chúng ta mà còn cho những người xung quanh họ hướng dẫn chúng ta nhìn thấy tính nhân văn ở người khác nuôi dưỡng cảm giác kết nối và đoàn kết vượt qua sự khác biệt và chia sẻ thông qua tấm gương của họ chúng ta học được tầm quan trọng của lòng tốt sự đồng cảm và thấu hiểu trong cách chúng ta tương tác với người khác. Bằng cách thể hiện sự đồng cảm và lòng trắc ẩn, những người hướng dẫn tâm hồn dạy chúng ta giá trị của việc đối xử tử tế và tôn trọng với bản thân và người khác. Sự ủng hộ kiên định và thái độ không phán xét của họ truyền cảm hứng cho chúng ta trao dồi những phẩm chất này trong cuộc sống của chính mình, tạo ra hiệu ứng gần sống của tình yêu thương và lòng trắc ẩn lan rộng khắp nơi. Điều thứ ba, những người hướng dẫn tâm hồn là những sinh vật có trí tuệ và sự sáng suốt sâu sắc đưa ra những hướng dẫn vượt qua những giới hạn của kiến thức trần tục họ có sự hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực tâm linh và mối liên kết giữa mọi sinh vật cho phép họ đưa ra những hướng dẫn và quan điểm vượt xa những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy trên bề mặt của những thách thức trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta đối mặt với những tình huống hoặc quyết định khó khăn những người hướng dẫn tâm hồn của chúng ta sẽ cung cấp cho chúng ta một góc nhìn cao hơn giúp chúng ta nhìn được bức tranh toàn cảnh hơn hiểu được những bài học cần phải học trí tuệ của họ vượt thời gian được rút ra từ nguồn kiến thức trải dài qua nhiều kiếp sống và các chiều không gian thông qua sự hướng dẫn của họ những người hướng dẫn tâm hồn giúp chúng ta điều hướng những phức tạp của cuộc sống một cách khôn ngoan và rõ ràng đưa ra những hiểu biết sâu sắc soi sáng con đường của chúng ta và trao quyền cho chúng ta đưa ra những lựa chọn phù hợp với lợi ích cao nhất của mình họ nhìn xa hơn những ảo tưởng của thế giới vật chất và hướng dẫn chúng ta hướng tới sự phát triển chuyển hóa và giác ngộ về mặt tâm linh sự khôn ngoan và sự hiểu biết sâu sắc của những người hướng dẫn tâm hồn đóng vai trò là nguồn an ủi và trấn an trong những thời điểm không chắc chắn và nghi ngờ bằng cách kết nối với những người hướng dẫn tâm hồn của chúng ta và đón nhận trí tuệ của họ chúng ta mở ra cho mình sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân mục đích của chúng ta và mạng lưới tồn tại liên kết với nhau sự hướng dẫn của họ truyền cảm hứng cho chúng ta sống một cách đích thực chính trực và giàu lòng trắc ẩn khi chúng ta vượt qua sự phức tạp của trải nghiệm con người điều thứ tư những người hướng dẫn tâm hồn tỏa ra năng lượng chữa lành mang lại sự thoải mái bình yên và nâng cao tinh thần cho những người xung quanh sự hiện diện của họ là nguồn an ủi và cảm hứng mang lại năng lượng nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ hỗ trợ chữa lành ở các cấp độ thể chất cảm xúc tinh thần và tâm hồn khi chúng ta kết nối với những người hướng dẫn tâm hồn của mình chúng ta mở lòng đón nhận năng lượng chữa lành của họ điều này có thể giúp xoa dịu nỗi đau giải phóng những tắc nghẽn năng lượng và khôi phục lại sự cân bằng và hài hòa trong chúng ta sự hiền diện yêu thương của họ bao bọc chúng ta trong một cái kén ánh sáng và tình yêu tạo ra một không gian an toàn để chúng ta chữa lành và phát triển năng lượng chữa lành của những người hướng dẫn tâm hồn vượt ra ngoài việc chữa lành cá nhân để nâng cao và truyền cảm hứng cho những người khác trên hành trình tâm linh của họ bằng cách thiền tình yêu, lòng trắc ẩn và ánh sáng chữa lành. Những người hướng dẫn tâm hồn đóng vai trò là ngọn hải đăng của hy vọng và sự biến đổi, hướng dẫn người khác hướng tới con đường chữa lành, trưởng thành và khám phá bản thân. Thông qua năng lượng chữa lành của họ, những người hướng dẫn tâm hồn giúp chúng ta giải phóng nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tiêu cực, thay thế chúng bằng cảm giác bình yên, vui vẻ và được trao quyền sự tiếp xúc nhẹ nhàng và sự hiện diện đầy yêu thương của họ nhắc nhở chúng ta về sự cân bằng và thiêng liêng bẩm sinh của mình khuyến khích chúng ta đón nhận con người thật của mình và sống đích thực phù hợp với mục đích của tâm hồn trong thời điểm đen tối hoặc tuyệt vọng năng lượng chữa lành của những người hướng dẫn tâm hồn đóng vai trò như là ánh sáng dẫn đường soi sáng con đường của chúng ta bằng tình yêu và lòng trắc ẩn năng lượng của họ là lời nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ cô đơn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.